Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Nhà đầu tư, ông Trịnh Văn Quyết không khác gì kẻ sát nhân. Một số nhà đầu tư chứng khoán ở Việt Nam cho rằng hành vi bán gần 75 triệu cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết mà không thông báo trước đã đẩy nhiều người vào cảnh tán gia bại sản và không khác gì hành vi giết người. Thông tin là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn FAC bán đi một số lượng lớn cổ phiếu đang nắm giữ mà không công bố đủ thông tin, hay còn gọi là bán chui, đang được dư luận trong và ngoài nước hết sức chú ý. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FAC, đang là tâm điểm được nhà đầu tư bình luận về hành động bán chui chứng khoán. Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn hai nhà đầu tư chứng khoán trong nước để tìm hiểu tác động từ hành vi của ông Quyết đã gây ra đối với nhà đầu tư cá nhân như thế nào. Một nhà đầu tư chứng khoán ở Hà Nội đã cho đài FA biết quan điểm của ông như sau. Cái việc mà ông Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu thì gây ảnh hưởng rất nặng nề đối với tâm lý của nhà đầu tư cá nhân, khiến họ thua lỗ. Minh chứng là trong vòng 2-3 ngày qua thì các cổ phiếu của FAC và những cổ phiếu họ FAC của ông Quyết thì đã giảm giá kịch sàn trên sàn chứng khoán và có hiện tượng trắng bên mùa, không có một ai mua cổ phiếu mang họ FAC của ông Quyết cả. Những nhà đầu tư cá nhân thì này thì không thể bán được cho ai, và bây giờ họ đang phải gọi là dẫm đạp và chen lấn lên nhau để chỉ có thể thoát hàng của ông Quyết mà thôi. Tôi nghĩ rằng là những nhà đầu tư cá nhân vào thời điểm này sẽ cắt lỗ bằng mọi giá và sẽ phải chịu khoản thiệt hại rất lớn. Nhà đầu tư cá nhân này còn cho rằng hành vi của ông chủ Bamboo LA cho thấy ông là kẻ tham lam, không khác gì những kẻ sát nhân vì đã đẩy nhiều người đến cảnh tán gia bại sản. Một người khác ở Thành phố Hồ Chí Minh có kinh nghiệm 10 năm làm việc trong công việc chứng khoán, đầu tư thì cho rằng chuyện bán chui cổ phiếu ở Việt Nam không phải là chuyện hiếm. Ông nói trong điều kiện giấu tên vì lý do an ninh như sau. Ở thị trường nào cũng vậy, có đủ thể loại doanh nghiệp tùy theo mong muốn của nhà đầu tư. Ví dụ có những doanh nghiệp theo kiểu đầu tư lâu dài đàng hoàng, nhưng cũng có những doanh nghiệp ăn sổi ở thì, rồi những cổ phiếu giống như đánh bạc cũng có. Nói chung là trong đầu tư chứng khoán có đầy đủ hết, tùy theo khẩu vị của nhà đầu tư. Riêng cái hành động của ông Trịnh Văn Quyết với cái cổ phiếu FAC thì trong lịch sử của nó nói thẳng ra là một cái cổ phiếu dạng lái. Lái tức là sao? Là ông sẽ gom cổ phiếu rồi đánh lên một mức nào đó và lại xả hàng ra. Đó là cái cách vận động của cổ phiếu FAC lâu nay. Đây là hình ảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn FAC và tập đoàn Tân Hoàn Minh. Mới đây, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàn Minh cũng gửi tâm thư xin hủy đấu giá lô đất Thủ Thiêm có giá trị tới 24.500 tỷ. Đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước khi thị trường bất động sản có dấu hiệu nhiễu loạn hơn một tuần qua. Thực ra mà nói, chuyện bán chui cũng thường xảy ra trên thị trường. Lý do tại sao? Vì theo cái vận động của cổ phiếu đó sẽ gom thật nhiều cổ phiếu giá thấp. Sau đó họ sẽ đánh lên từ từ, sau đó sẽ xả hàng lại cho những người mà người ta sợ vụt mất cơ hội, người ta lao vào. Khi đó thì họ sẽ bán chui luôn, vì theo pháp luật thì họ là cổ đông lớn, trước họ phải bán công bố, mà công bố thì người ta sẽ ngại và không mua nữa. Nguyên nhân của hiện tượng bán chui này, theo cả hai nhà đầu tư mà đài AFA phỏng vấn, là do chế tài chưa đủ mạnh. Trong trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết, pháp luật hiện hành chỉ cho phép cơ quan chức năng đưa ra mức phạt tối đa là 1,5 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận từ việc bán chui cổ phiếu lần này có thể đến hàng trăm tỷ đồng. Do vậy, việc nộp phạt sẽ không thấm vào đâu cả, nếu không người ta sẵn sàng vi phạm. Và ý kiến chung của các nhà đầu tư là cần phải gia tăng tính răn đe trước hành vi trục lợi trên thị trường chứng khoán. Ông nói, tôi cho rằng trong trường hợp này thì nhà nước cần phải xem xét xử lý hình sự cá nhân ông Trịnh Văn Quyết, vì ông ấy đã có hành vi nội gián và có thể được coi là lũng đoạn thị trường chứng khoán, theo nhà đầu tư ở Hà Nội chia sẻ. Đây là hình ảnh tài khoản chứng khoán hơn 3 tỷ đô la của ông Trịnh Văn Quyết đã bị phong tỏa. Thống kê cho thấy ngoài các cổ phiếu niêm yết như FAC và GAP, AET, ROS, ông Trịnh Văn Quyết còn trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ cổ phiếu tại các doanh nghiệp chưa lên sàn như FAC Homestead hay Bamboo LA. Còn nhà đầu tư từ Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng
Ngoài việc hình sự hóa hành vi trục lợi thì cần phải hoàn thiện cơ sở pháp lý để ngăn chặn tình trạng này tái diễn. Ông nói, đương nhiên là mọi việc mua bán trên thị trường là tự do, ý chí và việc anh mua bán một cổ phiếu nào thì anh phải có trách nhiệm tìm hiểu về nó. Nhưng phải hoàn thiện hơn nữa cơ sở pháp lý để hạn chế những trường hợp lái cổ phiếu, bơm thổi giá ảo của cổ phiếu lên để sau đó nhiều người đu vào thì lại xả ra. Thì cái đó gây hậu quả rất lớn. Nhà đầu tư sẽ thua lỗ rất lớn ở những cổ phiếu rác như thế. Cần phải có cơ chế hoàn thiện hơn nữa để có thể hạn chế những cái này. Cũng hôm 10 tháng 1 năm 2022, giới đầu tư chứng khoán quốc gia Đông Nam Á cũng xôn xao trước thông tin tỷ phú Trịnh Văn Quyết đã bán 74,8 triệu cổ phiếu của tập đoàn FEC từ 5 ngày trước đó. Trong khi cùng ngày 10 tháng 1, thông báo bán cổ phiếu mới chỉ là công bố trên trang web của tập đoàn. Đến ngày 11 tháng 1 thì Bộ Tài chính ra quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần của tập đoàn FEC, mã chứng khoán FC lên sàn. Đây là hình ảnh siêu dự án FEC Quảng Bình của tập đoàn FEC với 1.900 ha. Sàn Host hay còn được biết đến là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong cùng ngày có thông báo chính thức về việc sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết do không có báo cáo, không công bố trước thông tin khi thực hiện giao dịch như quy định. Theo thống kê, ngoài hơn 215 triệu cổ phiếu FEC đang nắm giữ, ông Quyết đang sở hữu một loạt cổ phiếu khác của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FEC mã là GAP và Công ty Xây dựng FEC Faros mã là ROS và Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS mã AET. Tổng giá trị ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Chuyên gia chứng khoán Đỗ Anh Việt, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cho rằng việc FEC bán chui cổ phiếu không phải là việc lần đầu. Vào năm 2017, FEC đã từng bán chui số lượng lớn rất lớn khoảng 57 triệu cổ phiếu. Theo tính toán thời gian đó, họ đã đốt túi 400 tỷ đồng. Vậy nên, việc bán chui lần này nằm trong tính toán của ban lãnh đạo, chứ không có sự nhầm lẫn nào cả. Lần này, Ủy ban Chứng khoán đã có những hành động về việc ngăn chặn giao dịch và hoàn lại cổ phiếu. Tuy nhiên, ảnh hưởng niềm tin đối với nhà đầu tư là rất lớn. Cổ phiếu FEC giảm sàn và rất nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng bị ảnh hưởng. Thời điểm này, cổ phiếu đầu cơ và cổ phiếu bất động sản thì có việc này đã làm xì hơi bong bóng những cổ phiếu đầu cơ. Bên hình ảnh, Bamboo Airways có vốn điều lệ là 16.000 tỷ đồng, chủ tịch là Trịnh Văn Quyết nắm giữ 56,5%. Sau tin phong tỏa tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết, cổ phiếu họ FEC đã xuống sàn la liệt, hàng loạt cổ phiếu mang họ FEC đua nhau giảm sàn sau thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị phong tỏa tài khoản vì bán chui 74,8 triệu cổ phiếu. Tiêu điểm trong hệ sinh thái này là công ty chủ tịch tập đoàn FEC mà FEC mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 12 tháng 1. FEC đã giảm sàn về mức 18.550 đồng một cổ phiếu trắng bên mua, trong khi bên bán vẫn chất lên cả triệu cổ phiếu. Không chỉ có FEC, ROS và các công ty khác trong hệ sinh thái của ông Trịnh Văn Quyết gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FEC mã GAP và Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS mã AET và Công ty Nông dược Hải tức là mã 2 đều lao dốc về mức giá sàn. Ông Trần Đức Minh, một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán cho biết, tập đoàn FEC bán cổ phiếu ảnh hưởng rất lớn tới nhà đầu tư cá nhân, làm hàng loạt cổ phiếu bất động sản đã giảm đồng loạt, ảnh hưởng đến niềm tin về thị trường chứng khoán của Việt Nam. Về hình phạt, theo tôi là chưa đủ sức răn đe đối với hành động bán chui cổ phiếu, đặc biệt là lãnh đạo nắm trong tay rất nhiều cổ phiếu, tác động đến thị trường. Theo tôi, nên có chế tài răn đe thích đáng để hành động làm ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Nhà nước và khát vọng mặt trời mọc ở hướng Tây. Ai cũng biết mặt trời luôn mọc ở hướng Đông, nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa thổ lộ một khát vọng mà đem khát vọng ấy đối chiếu với đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như cách quản trị điều hành xứ sở từ trước tới nay của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, thì mong muốn một ngày không xa Việt Nam sẽ có nhà văn đoạt giải Nobel văn chương mang đến niềm tự hào cho đất nước. Thì chẳng khác gì mơ ước mặt trời mọc ở hướng Tây.
Đó là bình luận của tác giả Trần Văn trong bài viết đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nội dung được mô tả như sau. Cho dù trước nay giải Nobel văn học không có tiêu chí chung nên luôn là giải thưởng khó dự đoán nhất trong số 6 giải Nobel được trao hàng năm, tức là 5 loại giải Nobel, còn lại có 3 giải được Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển chọn trao cho các lĩnh vực như vật lý, hóa học, kinh tế. Còn 2 giải Nobel là sinh học, y học do Hội Nobel ở Viện Karolinska quyết định. Riêng giải Nobel Hòa bình thuộc thẩm quyền trao tặng của Ủy ban Nobel Na Uy. Tuy nhiên, nếu chịu khó xem giải thích của Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển về lý do họ chọn nhà văn nào đó để trao giải Nobel và văn chương, có thể thấy Nobel văn chương chỉ được trao cho những nhà văn hoặc có đột phá về văn phong, trở thành nhân vật tiên phong về phương thức diễn đạt, hoặc tác phẩm có sự khai phá về tư tưởng, khơi gợi để độc giả giảng ngẫm về những vấn đề có liên quan đến thời đại, đến nhân loại. Và những nhà văn này thường được xem là dũng cảm vì dám gạt bỏ những thứ mà họ cho là cũ kỹ. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi hôm 9 tháng 1 vừa qua. Liệu người Việt Nam có khả năng đó hay không là câu hỏi cũng được đặt ra. Chắc chắn là có. Vấn đề nằm ở chỗ nào, dưới ách của một Đảng Cộng sản Việt Nam có phải đất lành cho những nhà văn như thế hay không? Dường như ông Phúc đề cập tới Nobel văn chương chỉ vì tiện miệng khi tham gia lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi và trao giải thưởng tác giả trẻ lần thứ nhất. Nếu Ủy viên Bộ Chính trị đang giữ vai trò Chủ tịch nhà nước quan tâm đến văn học và thực sự mong muốn một ngày không xa Việt Nam sẽ có nhà văn đạt giải thưởng Nobel văn chương mang đến niềm tự hào cho đất nước, thì tại sao ông lại cùng đảng của ông để cho nhà nước của ông chống lại tự diễn biến, tự chuyển hóa như vậy? Xem tự diễn biến, tự chuyển hóa với tư tưởng, nhận thức là thù địch, phải đào tận gốc, chốc tận rễ như Đảng Cộng sản Việt Nam vừa nhai đi, nhai lại, vừa thẳng tay triệt hạ như đã và đang thấy, thì chắc chắn không nhà văn nào có đủ tư chất tranh giải Nobel văn chương có thể tồn tại cho được. Bao nhiêu người Việt Nam muốn thử đột phá về tư tưởng, nhận thức khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam không hề ngần ngại trong việc sử dụng hệ thống tư pháp như là công cụ để trừng phạt cái gọi là lợi dụng tự do dân chủ. Trong một xã hội có bối cảnh như đã biết, ai có thể dám nâng niu, nơi nào dám công bố phát hành những tác phẩm của các nhà văn dám khai phá tư tưởng và nhận thức. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang với sách Chính trị bình dân và nhiều sáng tác đột phá mang tính thời sự đã bị cáo buộc chống chính quyền với bản án 9 năm tù. Khi đề cập đến khát vọng một ngày không xa Việt Nam sẽ có nhà văn đoạt giải thưởng Nobel văn chương mang đến niềm tự hào cho đất nước, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã vô tình làm người ta sởn gai ốc. Vì số phận bi thảm của những văn nghệ sĩ dính líu đến phong trào nhân văn giai phẩm trong 3 năm từ năm 1955 cho năm 1958 ở miền Bắc Việt Nam vẫn còn hằn sâu trong ký ức của rất nhiều người. Vẫn còn là vết nhơ mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không thèm gột rửa. Đến nay, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ lời xin lỗi nào gửi đến những văn nghệ sĩ hồi đó bị quy kết là muốn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, phủ nhận quyền lãnh đạo chính trị và nhà nước duy nhất của Đảng, gây phương hại đến sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vân vân. Và gia đình của họ, trong đó có những người như ông Đặng Đình Hưng, sở dĩ ngóc đầu lên được sau hai thập niên bị nhấn xuống bùn là nhờ con trai. Nếu năm 1980 Đặng Thái Sơn không đoạt giải nhất cuộc thi piano Chopin lần thứ 10, chắc chắn ông Đặng Đình Hưng đã chết bờ chết bội từ đầu thập niên 1980 sau một thời gian dài phải chăn bò ở nông trường Chí Linh. Giải nhất ấy không chỉ giúp Đặng Thái Sơn, một công dân bị hắt hủi tham dự cuộc thi với tư cách là thí sinh tự do, được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, mà còn khiến Đảng gạt bỏ cáo buộc tên đồ tể dành cho Đặng Đình Hưng, rồi năm ngoái vinh danh ông là kỳ nhân. Đây là hình ảnh nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn và cha là nhà văn Đặng Đình Hưng. Mong Việt Nam có Nobel văn chương.
phát ngôn bi hài mở hàng vào năm 2022 đã được ông Chủ tịch nước nói ra. Tại buổi lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi và trao giải thưởng tác giả trẻ lần thứ nhất do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2022, Chủ tịch Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu: "Tôi mong ước có một ngày không xa, Việt Nam sẽ có một nhà văn đạt giải Nobel văn chương mang đến niềm tự hào cho đất nước." Câu nói của ông Phúc đã bị dư luận mạng xã hội cười cợt, cho rằng đây là một câu nói ngô nghề, ngớ ngẩn của một quan chức mở hàng cho năm 2022. Anh Hoàng Nhơn, chủ hiệu sách Khai Tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh, nêu ra suy nghĩ của mình với đài FA vào sáng 11 tháng 1 như sau: "Theo tôi thì phải có tự do tư tưởng cái đã. Không có tự do tư tưởng thì làm sao mà viết hết những gì trong ruột, trong dạ người ta suy nghĩ? Làm sao mà chạm tới những hiện tượng xã hội, chạm tới những con tim người dân trong xã hội mà đoạt giải cho được?" Ông nói thì cứ nói, vì trước đến giờ ông vẫn như vậy. Nói chung là hay vẽ vời. Với lại họ nói với cái hội nhà văn của họ thôi. Cái hội này chẳng của nhà nước nên cũng phải theo chỉ thị, định hướng từ trên. Trên thả thì dưới mới dám làm. Đây là hình ảnh hàng loạt nhà báo độc lập đã bị bỏ tù trong thời gian ngắn ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng khi đó. Nhà báo tự do, thiện nhân thì viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau: "Xét ra cái mong ước đó rất chân thành và cũng chính đáng. Nhưng ông Chủ tịch đã không hiểu rằng nó khó thực hiện trong điều kiện xã hội, chính trị, văn hóa của đất nước do ông và các đồng sự đang được điều hành, hiện diện. Và nó vừa hài hước vừa tội nghiệp cho ông và cho cả chúng ta, những thành viên của cộng đồng. Đồng thời, dường như cái mong ước của lãnh đạo cũng là lời nhắn gửi, nhắc nhở như một thứ nhiệm vụ trao cho những cán bộ, lãnh lương để làm công tác văn chương. Đó là hội nhà văn." Từ nhiều năm qua, hiện tượng các quan chức phát ngôn khiến dân bật cười, nén tiếng thở dài không còn là chuyện lạ. Từ phát ngôn của ông Nguyễn Phú Trọng năm 2013 tại phiên họp tổ của Quốc hội về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, như rằng đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Rồi phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vào năm 2014 rằng công tác đấu tranh của riêng quản lý thị trường đã cố gắng nhưng phương tiện công cụ vừa yếu vừa thiếu. Một câu chuyện có thật là ở nhiều nơi thanh kiểm tra anh em cán bộ phải dùng miệng để kiểm tra chất lượng phân bón. Rồi đến phát ngôn của Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vào năm 2015 rằng ùn tắc là việc xe đứng im trong 30 phút, còn các vụ việc kẹt xe kéo dài ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là ùn ứ vì xe vẫn có thể nhúc nhích được. Và với ông Nguyễn Xuân Phúc, có lẽ câu nói khiến ông bị dân cười nhiều nhất vào năm 2021 là câu: "Trước đây, sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ, những tháng vừa qua và nhiều nước khác, thì nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam." Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đó với phát biểu gây xôn xao dư luận. Quay lại với phát biểu của ông Phúc với giải Nobel văn chương cho Việt Nam một ngày không xa, nhà văn Trần Ngọc Tuấn hiện ở Cộng hòa Séc đã bật cười nói với đài FA quan điểm của mình như sau: "Tôi thấy nó rất hài hước. Nó hài hước ở chỗ chỉ khi nào các nhà văn và người nghệ sĩ được tự do sáng tạo trong môi trường tự do thì tài năng mới phát triển được. Tôi biết rất nhiều tác phẩm của những người bạn tôi viết rất hay nhưng không thể in ra được mà chỉ là những tác phẩm giấu trong ngăn kéo. Tôi nghĩ cái thể chế chính trị nó quyết định, cái thể chế không có tự do sáng tạo nó kìm hãm sự phát triển của văn học và nghệ thuật. Văn học và nghệ thuật muốn đoạt được những giải thưởng cao đi vào lòng người, đọc là phải có sự tự do sáng tạo. Việt Nam thiếu môi trường học thuật và tự do sáng tạo thì không bao giờ có giải thưởng như thế, mặc dù ông ấy mong muốn. Để thay đổi tận gốc của vấn đề thì trước tiên phải cho tự do sáng tác đi đã. Cho tự do ngôn luận đi, cho tự do báo chí. Tôi nghĩ Việt Nam không thiếu những nhà văn có tài. Việt Nam thiếu môi trường học thuật và tự do sáng tạo thì không bao giờ có giải thưởng như thế, mặc dù ông ấy muốn." Và nhà văn Trần Ngọc Tuấn đã chia sẻ như vậy. Những câu chuyện hài của các cấp cao
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn làm người dân suy ngẫm về đất nước ngày càng tụt hậu.